bà đi. Không có khai tên họ ta ra đi. Rồi, rồi, 1, 2, 3. Là bệnh nhân nữ 75 tuổi, lý do nhập viện là bệnh nhân bị đau bụng, có tiền căn cao huyết áp, có điều trị thường xuyên. Chẩn đoán trước mổ của bệnh nhân là bị áp xe ruột thừa, phương pháp mổ là mổ nội soi, sau đó được chuyển sang mổ hở, đặt dẫn lưu ở ổ áp xe. Sau chẩn đoán sau mổ là áp xe ruột thừa. Bệnh nhân hậu phẫu ngày thứ 2 xì hơi được, hậu phẫu ngày thứ 3 là bắt đầu ăn uống được và đi lại được, còn hôm nay là hậu phẫu ngày thứ 4. Bệnh nhân chỉ còn đau ở chỗ vết mổ. Không sốt, không nôn ói, bệnh nhân không đi cầu được. Hôm nay thì đã xì hơi được và đi lại được và ăn uống được rồi. Khám thì thấy bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, nhiệt độ 37 độ C, mạch 80 độ C, nhịp thở 20, mạch 80, nhịp thở 20, huyết áp là 150/80. Từ sáng giờ là bệnh nhân có đặt phong tiểu, mới rút thầy là nước tiểu là ra được 100ml. Ấn bụng mềm, hơi chướng, gõ trong. Bụng thì ấn không có đau. Vết mổ là có dãy chảy dịch ở mối chỉ thứ 5 và thứ 6. Thế bằng chưa? Dạ, thấy bằng rồi, mới thấy bằng luôn. Như động ruột là nghe 6 lần. Dịch đó như thế nào? Dạ, dịch đó bị rỉ ra thấm vô băng đó thầy. Nó hơi... Biết rồi, tính chất sao? Nó màu vàng, hơi màu vàng. Có đụng không? Dạ, không đụng. Nhưng mà nó có lẫn hơi tí máu. Nhu động ruột là 6 lần trên 1 phút, âm sắc không tăng, cường độ trung bình. Vấn đề của bệnh nhân này là có ống dẫn lưu, là có ống dẫn lưu của bệnh nhân là ngày hôm hậu phẫu ngày thứ mấy? Hậu phẫu ngày thứ tư. Áp xe ruột thừa. Dạ. Dạ, hậu phẫu ngày thứ tư. Dạ. Ống dẫn lưu là ra được 10 lít dịch đục. Dịch đục mà mới thay ống dẫn lưu rồi. Hậu phẫu ngày thứ tư, áp xe ruột thừa. Cắt ruột thừa được không? Để dạ, chỉ dẫn luôn thôi. Cắt ruột thừa. Cắt được ruột thừa thế gì? Dạ. Rồi, tình trạng hiện tại sao? Cơ năng lực thể có gì? Dạ, bệnh nhân hiện tại là bệnh nhân tỉnh, sức tốt, đã xì hơi được nhưng mà chưa đi cầu được. Và bụng có hơi chướng. Thân nhiệt sao? Thân nhiệt ổn định, nãy là 37 độ C. Không có sốt nhưng mà huyết áp hơi cao, nhưng mà do là bệnh nhân có tiền căn cao huyết áp, nhưng mà từ khi vô viện tới giờ là bệnh nhân không có uống thuốc nữa. Rồi, chuyện cao huyết áp đấy thì bạn nó đều mang qua. Bác sĩ giờ cho tôi cầu được không? Bệnh nhân chưa đi cầu được mà đã xin thuốc. Ngày mỗi cho tôi viên thuốc cho ta uống. Dạ. Bấm trúng. Bữa thứ sáu lên thứ bảy. Bụng chướng rồi đồng ý. Chứ thứ tránh xa đây đã chị Kiều chứ không? Dịch nó ra màu đục. Rồi, âm ruột có tăng không? Dạ, âm ruột. Em nghe trên đây á, là thấy bình thường, ở đây là hơi giảm. Ừ. Vết mổ có dấu hiệu nhiễm trùng không? Dạ, vết mổ thì em thấy là không có dấu hiệu nhiễm trùng đặc hiệu. Ừ. Cái độ nhiễm trùng được chưa? Dạ, thấy chưa cái độ nhiễm trùng được. Cám thấy cái chân thấy sao? Ngoài cái chuyện dịch ra thấy nó có sưng nề, có dạ, thấy không? Dạ không có. Cái chân nhiễm trùng thật đấy. Tại vì sao thầy nói như thế chứ? Tại vì sao thầy nói như thế chứ? Coi chừng nhiễm trùng. Một cái trường hợp mổ thật vì bạn. À, ngày thứ tư bắt mổ đi dịch nó khác, một trường hợp mổ áp xe ruột thừa ngày thứ tư bắt mổ đi dịch nó khác, dựa vào đâu, dựa vào cơ sở nào nói như thế, lại khác chỗ nào? Cái dẫn lưu, cái mổ sạch, cái mổ nhiễm đơn giản thế thôi, nên chỉ một dấu hiệu nhưng mà trên mổ sạch thì lại là khác, trên mổ nhiễm cái mổ là cái vấn đề khác. Cái trường hợp này như khi mà cắt chỉ sớm hai bên sớm thì nó mới lần chứ đừng để muộn. Nói gì nữa, bệnh nhân này thấy thở nhanh lắm đấy, lý do sao thở nhanh vậy? Mệt. Lý do sao thở nhanh, từ cái bụng hay từ cái phổi hay từ cái tim? Nghĩ vậy do từ cái bụng. Có thể có ba luôn, bác này trước mổ có suy tim luôn. Không, bệnh nhân khám thử cái mạch cổ xem, mạch cổ có phòng. Không có dấu hiệu suy tim không? Các cao giáo bao nhiêu năm, bà cụ bị cao giáo bao nhiêu năm? Dạ, khoảng 5 năm. 5 năm, cái giáo cao nhất là nhiêu nè? Bệnh nhân không có nhớ được. Gái, 16, 18, 20, lung tung. Rồi, kết luận sao? Vấn đề gì? Em kết nhận là bệnh nhân này có vấn đề... Có một... Em nghĩ là bệnh nhân này sau khi mổ là bệnh hậu phẫu tốt.
còn có vẫn còn có nguy tốt gì cái bụng móc nóc như thế mà tốt gì 4 ngày bụng như thế mà sao tốt được? Em nghĩ là do còn bị liệt ruột. 4 ngày mà sao liệt ruột? 4 ngày liệt ruột là liệt ruột bệnh lý rồi. Nhưng mà là liệt ruột sinh lý. Cái gì cũng nhập cái ngày. Dạ, bác sĩ hơi được bình thường không bác? Mình chưa đi cầu được đâu. Cứ đi bỏ mình tôi. Tôi ra bỏ mình tôi đi. Chưa ổn. Tại vì em nghe như động ruột ở đây nó giảm. Cái nhiêu động ruột nó không có giá trị gì hết. Trừ trường hợp nó tăng nó kêu rót không xô thì có giá trị, mà ra không có giá trị gì hết. Cũng có thể là hoặc là mình nghe liên tục trong 3 phút không có âm lượng nào là có giá trị, còn lưng lửng ở giữa không giá trị, một hoặc là nó quá tăng hoặc là nó không có gì trong vòng 3 phút, còn cái giữa không có nói được, có cái nhịp thở nhanh, có cái buồng chướng, có tiền căng tim mạch, nếu có phổi có vấn đề gì không? Không, có nghe phổi không? Không có gì nghe đâu. Ừ. Sáng em... sáng cái ông bác sĩ này có nghe phổi của bà cụ không? Có nghe không? Phổi có nghe tim không? Chưa ổn đâu, không đồng ý là ổn. Nhưng mà sao không có nhân nhị gì hết? Ừ, đúng là bụng mềm ha. Nhưng mà có chứ. Chỗ này đau. Đau. Đau chỗ này nè. Rồi thôi, trình bày tốt, nghe nó phát âm rất rõ, câu nào, chữ nào, tiếng nào ra, tiếng đấy, thứ tự trình bày cũng được, thông tin cung cấp cũng đầy đủ. Có điều em nhận định thì thầy thấy là chắc thầy cũng được đấy, nhưng mà cũng không, thầy thấy không có phù hợp với thầy lắm. Thầy thấy chưa ổn lắm, em thì chưa là ổn, chỉ vậy thôi, cái khám cũng được. Phát hiện ra có cái gì bị dịch vết mổ đây đi không đồng ý 8 điểm rồi thôi, cảm ơn bà cụ đi nghỉ.